trong khi phía bên kia thì Leap Sandbox vẫn là những cái lượt ban quen thuộc. Predator kết hợp với Irelia. Như vậy là cả hai đều đã giữ lại 6 lượt cấm của mình ở trong ván thiếu thứ hai giống như ván thiếu đầu tiên vậy. Và để xem lượt first pick chắc chắn sẽ có những sự thay đổi. Tôi nghĩ rằng họ một là thay đổi cách cấm chọn, hai là thay đổi cách vận hành. Thì tôi không biết là họ sẽ vận hành như thế nào khi mà những gì chúng ta đang thấy ở trên màn hình vẫn đang là một lượt first picker Mew. Họ đã vận hành sai ở điểm nào? Nó có thể là cái đá vạn năng, nó có thể là một kèo đấu khu đường giữa khác dành cho Chu Vi để anh ta có thể có được cái lợi thế nhiều hơn trước Fate và hỗ trợ thêm cho Morgan, hay nó sẽ phải là một vị tướng đi rừng khác dành cho Wheeler để anh ta có thể thể hiện được cái khả năng ganh sớm của mình ở khoảng thời gian ban đầu. Lissabox vẫn đang giữ lại, không sai, không phải sửa. Còn Hive Wildlife thì đang muốn sửa sai trong ván đấu đầu tiên, ngã đâu, gấp đôi đấy. Vẫn là những sự lựa chọn đến từ ba lựa chọn đầu tiên của cả Hive Wildlife lẫn Leap Sandbox. Tôi đang thắc mắc là Wheeler muốn tiếp tục cầm Xin Dao trong ván thi đấu này không? Vâng, vậy là anh ta đã chuyển sang sự lựa chọn Olaf và Chovy vẫn sẽ có lập lăng trong ván thi đấu này. Phết khóa vào Azir không? Thật ra thì ván thi đấu trước anh ta cũng chơi rất là ổn với Azir ở khu vực đứng giữa, kể cả ở giai đoạn đi đường thì những tình huống trao đổi. So với Chovy ở phía bên kia, Phết cũng không phải là người chịu quá nhiều thua thiệt. Và anh ta rất tự tin với lựa chọn của mình. Thường thì chúng ta thấy rằng khi mà cơ Mew được khóa vào khu đường trên hay là những vị tướng như Zay chẳng hạn thì chúng ta sẽ hướng đến một đường giữa theo dạng là hỗ trợ cánh trên như kiểu Galio hay là Twitter Fate. Nhưng chúng ta có lẽ cũng đã theo dõi quá nhiều những game đấu mà Chovy khi cầm Twitter Fate anh ta thể hiện cái sự bất lực của mình trong việc gồng gánh những đồng đội như thế nào, vì đó còn là con bài mà cái lượng sát thương gây ra nó không phải là quá nhiều và phụ thuộc rất nhiều vào lượng sát thương đến từ những đồng đội, khiến cho Chovy ngày hôm nay thì anh ta trung thành với lựa chọn lập lăng sau hai ván đấu. Còn với những gì mà các thành viên bên phía của Leap Sandbox đang hướng đến thì họ vẫn đang duy trì được cái khả năng bán pick giống y chang những gì diễn ra tại game đấu đầu tiên vậy. Họ có thể lấy con Leona không? Họ đã bị cấm mất Leona ở tại phase 2 rồi. Họ bắt buộc phải thay đổi lựa chọn ở phase 2 của mình. Và để xem họ sẽ lấy gì trong bối cảnh đã bị cấm đi con bài Leona. Lựa chọn đến từ Leap Sandbox là Thresh ở khu vực đứng dưới dành cho Aphrodite khi mà Leona đã bị cấm đi bởi Hanwha Lai trong lượt ban cuối cùng. Dev vẫn đang rất trung thành với lựa chọn Varus khi cả Ash cũng như là Zeke đã bị ban đi trước đó rồi. Và hỗ trợ vẫn sẽ là Braum trong ván thi đấu này mà thôi. Một đội hình khá giống ván thi đấu trước, chỉ thay mỗi vị trí đi rừng không còn là Xin Dao nữa mà thay vào đó là Olaf. Và để xem cái sự lựa chọn đến từ xạ thủ của Leap Sandbox, tôi nghĩ là Ezreal cũng là một sự lựa chọn ổn ở trong ván thi đấu này. Prince cũng hoàn toàn có thể chơi Ezreal. Có thể, nó sẽ là một lựa chọn dành cho anh ta, nhưng quyết định đến từ bên phía của Leap Sandbox là Aphelios. Một mẫu xạ thủ có khả năng gây sát thương rất ấn tượng về dạng late game. Thực ra xét về cái khả năng an toàn thì có thể sẽ không được bằng so với Ezreal game đấu tiên. Nhưng nhìn chung nó cũng không phải là một lựa chọn quá lạc quẻ so với những lựa chọn trước đó Leap Sandbox đang có như là Kennen, như là Azir. Những mẫu chất tướng kiểm soát giao tranh rất hiệu quả. Và đây đang là những gì mà Leap Sandbox hướng đến trong ngày thi đấu hôm nay. Họ không hướng đến một đội hình đánh tấn công quá mạnh khu vực cánh trên, mà thay vào đó họ đang đi theo cái chiến thuật mà có vẻ như các bạn đã thấy sự tương đồng đến từ Leap Sandbox so với T1. Thì T1 ở giai đoạn vòng bảng họ cũng đánh rất nhiều về cái chiến thuật win game win game, nhưng đến với playoff thì T1 lột một bộ mặt khác khi mà họ thường xuyên pick Kennen dành cho Kana, rồi họ hướng đến những đội hình đánh về teamfight giữa game và late game nhiều hơn. Và Leap Sandbox cũng đang là như vậy, họ cũng đã đánh những vị tướng mang thiên hướng kiểm soát giao tranh chủ yếu chứ không còn là những vị tướng mang thiên hướng tấn công đi đường mạnh. Còn ngược lại thì bên phía của Hanwha Lai vẫn đang sở hữu một đội hình mà cần phải đánh tấn công sớm, cần phải có lợi thế sớm với Olaf, Cơ Mew cộng với Lập Lăng. Những gì họ đã làm được tại cái đấu đầu tiên không phải là quá nhiều. Sau khi dạng đường kết thúc họ bị thua tiền so với đối phương. Ván này họ cần phải thay đổi cách vận hành. Olaf cần phải áp lực nhiều hơn so với Xin Dao ở game đấu đầu tiên. Và các đứa bên phía của Hanwha Lai cũng cần phải xử lý kỹ năng đi đường tốt hơn. Cụ thể là kèo đấu đường trên và kèo đấu đường giữa chúng ta đã được theo dõi ở game đấu đầu tiên. Thì đó là một kèo đấu mà Leap Sandbox hoàn toàn kiểm soát được hai đường đơn của Hanwha Lai Sport và mở ra rất nhiều khoảng trống cho đội hình của họ về cuối ban đầu. Để xem ở trong ván thi đấu thứ hai này thì Hanwha Lai họ sẽ có thể xử lý tốt hơn hay không, khi tôi vẫn thấy là họ rất tự tin với lựa chọn Camille ở khu vực nửa trên. Olaf sẽ là một trận tướng có khả năng kiểm soát khá là mạnh ở giai đoạn ban đầu, nhưng để xem Wheeler sẽ làm như thế nào khi mà anh ta thay đổi một cái chất tướng khác so với ván thi đấu đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ hai, cuộc đối đầu giữa Hanwha Lai và Leap Sandbox để tranh tập vé cuối cùng đến với chung kết thế giới. Bản quyền thuộc về Box Studio và các bạn đừng quên để lại một like, subscribe và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một trận đấu nào ở tại LCK 10 năm nay. Hanwha Lai vẫn tiếp tục ở bên phía của đội 1 và Leap Sandbox bên phía của đội 2.
Những gì chúng ta thấy trên người của Morgan là một cái đá vạn năng, vẫn là đá vạn năng khu vực đứng trên trong kèo đấu giữa Kermiu và Kennen. Tôi không biết là một chút thời gian nữa thì nó có đổi sang ngọc khác hay không. Ở khởi đầu của anh ta ở cả tại game đấu đầu tiên trong một tình huống va chạm ở cấp độ 1, tôi nhìn không nhầm, nó là một cái nâng cấp băng giá. Một ngọc tái tổ hợp cũng không có quá nhiều tác dụng trong việc tấn công ở cấp độ 1 dành cho con bài Kermiu của Morgan. Và nếu như nó rớt ra những ngọc hợp lý với trường Airy hoặc là thiên thạch bí ẩn ở cấp độ 1 mà anh ta nâng đá cách chiến thuật như này chẳng hạn, nó vẫn sẽ là một cái lợi điểm dành cho anh ta. Nhưng anh ta cần phải kiểm soát khu vực trên tốt hơn. Tôi nghĩ là như vậy. Ván đấu đầu tiên là một cái ván đấu mà anh ta bị chênh lệch quá nhiều. Chênh lệch lính có thời điểm lên tới cả 100 chỉ số lính giữa hai người chơi đường trên. Và chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến cái lượng trang bị, nó sẽ ảnh hưởng đến giao tranh mà thôi. Vẫn là một cái vòng rừng mà Willow khởi đầu ở khu vực búa xanh và sau đó hướng xuống dưới. Và Croco ở phía bên kia cũng là như vậy. Tức là cái sự chăm sóc của Willow ở giai đoạn ban đầu nó sẽ không có quá nhiều ở khu vực đường trên, mà anh ta sẽ hướng xuống khu vực đường dưới của Depp và Viesta là nhiều hơn. Ở trong ván thi đấu này thì không còn Leona trong tay của Effort nữa, và Depp anh ta quyết định sử dụng hồi máu ở trong ván thi đấu này thay vì là Thanh Tẩy, còn Freeze ở bên kia thì vẫn trung thành với Thanh Tẩy của mình mà thôi. Những pha trao đổi nhẹ ở giai đoạn ban đầu thì Summit là người có lợi thế, cho bị cộng xích ở cấp độ 2. Anh ta lên cấp độ 2 trước rồi phết và đang cho thấy cái khả năng gây áp lực ở khu vực đứng giữa. Fate đã bị mất đi độ 50% máu trong tiếng vừa rồi, đường dưới cũng đang có đánh nhau. Ifrost là người bị đánh ngất ngư, anh ta đã bị làm choáng của án tử trúng vào Viesta, sát thương gây ra là khá nhiều đến từ Depp và ép luôn tốc biến của Ifrost trong tiếng vừa rồi. Freeze mặc dù kích hoạt được chinh phục nhưng anh ta cũng sẽ không thể nào gây sức ép ngược lại cả cặp đôi của Viesta và Depp ở phía bên kia. Một tiếng trao đổi khá ổn đến từ bộ đường dưới bên phía Hang Wildlife khi họ ép được lượng máu rất lớn đến từ Effort. Hiện tại thì Depp cũng đang là người mất máu nhiều, nhưng anh ta còn đó những bình thuốc mang theo, vẫn còn đó hai bình. Như vừa rồi là một tiếng tấn công tốt đến từ Prince, anh ta lấy đi rất nhiều máu của Depp. Chỉ có điều là bộ đường dưới phía Hang Wildlife đang sở hữu một phép bổ trợ mang tiếng tấn công khá mạnh, đó là một cái hồi máu để có thể gia tăng khả năng 2v2. Trong khi đó phía bên kia Prince phải mang theo thanh tẩy, nó sẽ là một thiệt thòi dành cho anh ta. Có vẻ như khu vực đứng trên đã sáng hơn rất nhiều dành cho phía Hang Wildlife với khởi đầu là một con Airy chứ không phải là nâng cấp băng giá giống như cái đầu tiên nữa. Cái đá vạn năng nó đã sinh ra một cái ngọc có vẻ là thông minh hơn rất nhiều so với những gì có ở tại game 1, và Morgan đang thể hiện khả năng đẩy ổn tại khu cánh trên. Nhưng ta cần phải tham minh được vòng rừng đến từ Croco nha. Còn đây là một tiếng tấn công đến từ Wheeler xuống khu cánh dưới. Đó sẽ là tiếng băng trụ diễn ra. Wheeler đang tiến vào, Depp tiến vào, đó là cú dịch chuyển đến từ Chovy. Fate đang ở đường đỉnh lớn và anh ta chưa dịch chuyển được. Pha băng thẳng vào đến từ Olaf của Wheeler, anh ta lấy được chiến công đầu. Anh ta vẫn đang tấn công với rất nhiều sát thương và mạ hạ gục dành cho Chovy nữa. 2-0 dành cho Hang Wildlife. Hang Wildlife đang cho thấy một bộ mặt khác hoàn toàn so với ván thi đấu trước. Khi họ tổ chức tấn công ở khu vực đường dưới với tình huống có mặt can thiệp của Wheeler và dịch chuyển của Chovy. Ifrost, tôi đánh giá cái tình huống án tử của anh ta ở trong khu vực trụ nó hơi nó không đi đúng hướng. Án tử nó trúng vào lính và họ mất đi một trong những công cụ để Ifrost có thể cover được lượng của mình. Đây, cái pha án tử nó lại trúng vào lính ạ, và Wheeler đơn giản là băng thẳng vào trụ và anh ta gây sát thương và giúp cho Chovy cũng có được một mạng của Freeze trong tình huống vừa rồi. Vô cùng lời dành cho Hang Wildlife, và họ khởi động sau 4 phút với 2 điểm hạ gục và đang dẫn trước độ 1 cam hơn tiền so với Lee Sandbox. Họ có một khu đứng trên kiểm soát lính ổn, nhưng vừa rồi thì Morgan có lẽ đã bị chịu sức ép đến từ Viego của Croco và cũng đã phải bỏ đi không ít chỉ số lính. Anh ta đã cầm lại một cái nâng cấp băng giá nữa được sinh ra đến từ cái ngọc đá vạn năng. Và nhìn nó cũng không quá áp lực và Summit vẫn đang thể hiện được cái khả năng farm khu đứng trên ấn tượng hơn so với Morgan. Khu đứng giữa thì Chovy đã thắng đường ở khoảng thời gian ban đầu. Tôi không biết là anh ta đã thay đổi điều gì đó và giúp cho anh ta có được một đợt lính đẩy khu đứng giữa khá là tốt. Rồi khi mà Wheeler thay thế con sinh ra ở game đấu đầu tiên bằng con Olaf thì cái tốc độ dọn rừng cho phép anh ta tiến xuống khu đứng dưới khá nhanh và thực hiện một pha băng trụ mà bên phía của Lixbox đã không có những lời giải. Summit cộng với Fate không ở một tình huống sẵn sàng dịch chuyển cover, và vừa rồi là một tình huống mà Croco cũng vòng rừng từ dưới lên nữa. Họ không thể nào hỗ trợ thêm dành cho Prince của Effort, và kể cả đó là tiếng băng trụ diễn ra thì Prince cũng không thể nào xử lý nổi. Khi đó là gần như một tình huống băng trụ mà chỉ có nước bung chuột mà thôi. Hai mạng gục trong đó có một rơi vào tay của Wheeler, một rơi vào tay của Chovy. Tôi nghĩ rằng đang là một khởi đầu sáng hơn rất nhiều so với những gì diễn ra tại game đấu đầu tiên. Đúng là như vậy, Hang Glide họ đang có được một khởi đầu sáng hơn rất là nhiều, và đặc biệt là Chovy ở khu vực đường giữa có điểm gục sớm nữa, anh ta sẽ tiếp tục gây được cái sức ép của mình và cái ngưỡng sức mạnh đến từ lớp lăng nó sẽ đến sớm hơn so với game đấu đầu tiên. Đường dây móc làm choáng trúng đến từ Morgan và anh ta vẫn đang sử dụng cái giao thức chuẩn xác của mình gây ra được sát thương vô rất cùng tốt. Nhiều lượng máu đến từ Summit bị cấu đi là hơn 50% và anh ta ngay lập tức phải lùi về trước đợt tấn công đến từ Morgan.
phải nhân phẩm của anh ta ở cái đấu này nó tốt hơn rất là nhiều. Vừa rồi là tướng anh ta tận dụng rất tốt cái mưa kiếm nhá. Đá vạn năng cho phép anh ta có một cái mưa kiếm và anh ta ngay tức bước lên với một tướng đá bóc phi thân chuẩn xác. Với khả năng dồn sát thương nhanh đến từ 3 stack của mưa kiếm thì anh ta đã lấy một lượng máu lớn ép sập mid phải dịch chuyển. Và những tín hiệu đang cho thấy rằng khả năng đi đường của Hangwala trong ván thi đấu thứ hai này nó bỗng nhiên nó tốt một cách rất là đột biến ở nhiều đường khác nhau. Đây sẽ có thể là một tình huống mà Olaf của Wheeler tiến vào và kiểm soát được con rồng nguyên tố đầu tiên với khả năng đẩy đến từ Dev, cộng với đó là Vista nữa. Vòng rừng thì hiện tại Croco đang có mặt ở khu vực đứng giữa, anh ta cấp độ 5. Tương tự bên phía bên kia là Wheeler cũng cấp độ 5. Và đây sẽ là một con Olaf giống như những gì mà Cannon đã có ở ngày thi đấu trận chung kết. Một Olaf búa rìu sát thần, lượng sát thương là rất lớn. Với chất tướng Olaf thì anh ta hoàn toàn có thể kiểm soát được con rồng đầu tiên của ván thi đấu này. Và đặc biệt là đường dưới của Hangolai có được lợi thế nữa. Cảm giác của Lee Sandbox cũng sẽ không mặn mà lắm. Đường trên là giật bão sấm sét, hai cú tốc biến được sử dụng. Và đó là tối hậu thư được gửi lại, nhưng tôi nghĩ là Morgan không chạy được rồi. Và solo kill ở khu vực đường trên dành cho Summit. Hơi tham, tôi nghĩ là anh ta đang hơi tham khi mà không có định bấm B và dịch chuyển trở lại khu đường trên. Anh ta đang muốn tiết kiệm dịch chuyển để có thể hỗ trợ được đội ăn rồng thì phải. Nhưng tôi nghĩ đó là tình không cần thiết bởi vì Summit cũng đã mất dịch chuyển trước đó rồi. Anh ta vẫn đang tham đợt lính khu đường trên và không quyết định về nhà. Và dịch chuyển trở lại khu đường trên mà thay vào đó thì dùng cái lượng máu thấp để có thể ăn lính. Nhưng điều đó đã khiến cho anh ta gặp nạn. Còn khu cánh dưới vẫn đang là áp lực. Bật luôn tốc hành đến từ Wheeler. Lồng đen quang ra. Và đó là thiếu effort sẽ phải lên bảng điểm số. Không có cách nào để anh ta thoát chạy khỏi từ bật tận thấy Ragnarok và tấn công cả. Đó là một mạng hạ gục nữa dành cho người lên rừng bên phía của Hang Wildlife. Với việc hỗ trợ lên bảng điểm số như vậy thì Prince liệu rằng anh ta có dám đứng lại đợt lính khu đường dưới hay không đây? Đợt lính đang khá lớn. Nhưng rất may là năng lượng hiện tại của Dev không phải là quá nhiều để có thể gây sức ép thêm. Chứ tôi nghĩ rằng ở một lượng năng lượng hợp lý hơn, Dev cộng với Vista hoàn toàn có thể có được áp lực nhiều hơn. Chúng ta hãy cùng nhìn lại một tiếng solo kill diễn ra khu vực đường trên. Đó là một pha làm choáng ngắt thành công cú đu dây bóc lần hai và súng chiếu cuối để solo kill đối phương. Summit vẫn đang thể hiện ổn. Solo kill ở nửa trên, mặc dù trước đó anh ta bị gây sức ép và sẽ phải mất cái dịch chuyển để quay ngược trở lại, nhưng vẫn có được một tình huống xử lý kỹ năng cá nhân tốt. Đây là một pha và effort trước khi mà nằm xuống, anh ta cũng kịp có được một cú án tử để giúp cho Prince có thể an toàn và lui về. Nhưng Hangolai vẫn đang có được một khởi đầu khá là ấn tượng sau 8 phút thi đấu, ngoại trừ cái tình huống mà Morgan bị solo ở khu vực đường trên, thì ở khu vực nửa dưới vẫn đang là nơi mà Hangolai khởi đầu vô cùng tốt. Hơi đen khi mà Willow lại là người có được hạ gục, nếu như điểm hạ gục mà rơi vào tay của Dev thì tôi nghĩ là sẽ đẹp hơn khá nhiều so với ở Willow. Ifrost có mắt ở nửa trên cùng với Kuroko, nhưng một con mắt tím trước đó của Morgan đã giúp cho anh ta phát hiện ra đối phương và lùi về đường giữa xích chúng. Có tuyết tế tái của Vista nhưng nó là chưa đủ để gây sức ép vào vị trí của Fate. Anh ta đang đứng khá là gần trụ, còn cả phép bổ trợ cũng như là phân chia thiên hạ để có thể an toàn, và Hangolai quyết định không đầu tư quá nhiều. Con sứ giả vẫn đang được khởi động và bên phía của Hangolai liệu rằng họ có muốn đi chuyển ra hay không đây. Chiêu cuối đến từ Wheeler. Chiêu cuối Morgan cũng sắp hồi nhưng có vẻ như họ không muốn đánh vì đó là tình huống di chuyển ra sau. Và thực ra đối phương cũng đã ăn kịp mất rồi. Họ chấp nhận buông bỏ con sứ giả tạo khoảng trống dành cho Dev khu đường dưới. Nhưng cánh trên thì nó sẽ là sự thiệt thòi đến từ Morgan. Vẫn là một ván thi đấu mà anh ta kể cả đã có sự thay đổi. Đã có những tín hiệu xuất sắc hơn. Nhưng nhìn chung vẫn là thua. Chỉ là thua ít hơn so với game đấu đầu tiên đối chút. Khoảng trống vẫn đã được tận dụng đến từ khu đường dưới để Dev có thể bảo trụ, nhưng chắc chắn cái tốc độ ăn trụ của anh ta sẽ không thể nào so sánh được so với 4 thành viên của đối phương tại khu đường trên, cộng với con sứ giả nữa. Trụ một toàn bản đồ với lượng tiền lớn được chia dành cho nhiều thành viên của Lee Sandbox, và Hangolai chỉ cố gắng đứng lại để đón đợt lính và hỗ trợ cho Morgan trong việc đón kinh nghiệm mà thôi. Và đó là một tiếng đánh đổi đến từ cả hai bên. Mới phút thứ 9 thôi mà trụ đầu của Hangolai đã rơi vào tay của Lee Sandbox rồi. Lượng tiền đến từ cái trụ này là khá nhiều, nhưng với việc là Hangolai đã có được những điểm hạ gục ở trước đó cộng với chỉ số lính chênh lệch ở khu vực đường giữa và đường dưới thì lượng tiền vẫn đang dẫn trước một chút đến từ bên phía của Hangolai. Châu Vi ở trong ván thi đấu này cảm giác là cái áp lực của anh ta lên Fate đã lớn hơn khá là nhiều. Với bộ xanh ở dưới chân, anh ta rất thoải mái trong những tình huống cầu máu đối phương, và Fate bắt buộc phải sử dụng cái stack đầu tiên của mình thụ biến dị rồi. Anh ta sẽ không thể nào quá chủ động giống như ván thi đấu trước nữa khi mà đối đầu với Châu Vi. Con dòng thứ hai của ván đấu độ gần 2 phút nữa nó sẽ xuất hiện. Và cảm giác như Wheeler cùng với vị trí của Vista đang cố gắng kiểm soát khu vực hang rồng để có được con rồng 2 cho mình. Một cái đấu làm rất tốt đến từ Châu Vi khi mà anh ta hỗ trợ đường dưới băng trụ ổn, nhưng trở lại khu đường giữa thì anh ta vẫn đang là người hơn farm so với Fate. Và cái tốc độ đẩy đến từ con lập lăng này thời điểm này vẫn đang là nhanh hơn so với những gì một Anzi có thể làm được. Một tín hiệu tốt đến từ bên phía Hangolai trong ván thi đấu thứ hai. Mặc dù có những sự thua thiệt
ở khu cánh trên của Morgan vẫn đang còn tồn động, nhưng cánh dưới đã có một cái chênh lệch lớn. Pha di chuyển vừa rồi của Prince là tương đối miễn cưỡng, tớ cảm giác như họ cần đến Prince ở tại khu đường trên để ăn sứ giả. Và vừa rồi là khoảng trống mà anh ta bị mất đi không ít chỉ số lính so với Dep nha. Dep đang dẫn trước rất nhiều về chỉ số lính so với Prince khi mà anh ta được thả ra farm tại khu đường dưới. Đã có kiếm ác xà rồi. Và cái ngưỡng sức mạnh ban đầu đến phía Hawala đang được hình thành với một con rồng nguyên tố trước đó đã được kiểm soát tốt. Chỉ cần họ kiểm soát thêm một con rồng nữa, nó sẽ là hai con rồng liên tục thuộc về các thành viên bên phía của Hawala. Châu Vi băng thẳng lên gây sức ép, cướp thành công bùa xanh đối phương. Và đường dưới thì Dep vẫn đang duy trì khả năng đẩy tốt hơn với chênh lệch lính nghiêng về cho anh ta. Và con rồng nguyên tố thứ hai cũng đang mở ra cho bên phía Hawala. Họ vẫn đang có được sức ép ở khu vực đường dưới với việc là 20 giây nữa con rồng tiếp theo của ván thi đấu nó sẽ xuất hiện. Và tôi đang thấy một tín hiệu bê về đến từ Croco. Thì không biết là anh ta có muốn giữ lại con rồng thứ hai không, nó chỉ là rồng gió và thôi. Nếu như họ không có thế ở khu vực đường dưới thì tôi nghĩ là hoàn toàn có thể bỏ được. Đường trên Summit vẫn đang duy trì được cái sức ép của mình và Morgan ở phía bên kia. Out về cấp độ và anh ta cũng đã hoàn thành xong một cái đai tên lửa Hashtag, trong khi đó Morgan mới chỉ là hai mảnh của bố dìu mà thôi. Vẫn chưa hoàn thành xong được món đồ huyền thoại đến từ vị trí của Morgan. Nhưng nếu như có tình huống giao tranh ở khu vực nửa dưới, họ hoàn toàn có thể dịch chuyển khi mà Summit cũng như Morgan chuẩn bị hồi lại cho mình phép hỗ trợ dịch chuyển rồi. Willer tấn công vào rồng trước và Virgo của Croco không có thế để ra. Lượng tầm nhìn ở xung quanh khu vực hang rồng đến từ Lip Sandbox đang vô cùng hạn chế và họ sẽ để con rồng thứ hai rơi vào tay của Hang Online. Sự thay đổi đến từ V-Star trong ván thi đấu này cũng đang là một sự thay đổi mà cho thấy bên phía Hang Online cũng đã có những sự chuẩn bị sau khi để thua ở cái đấu đầu tiên. Anh ta không còn mang sách phép nữa, mà thay vào đó Brom của anh ta quyết định mang hộ vệ một ngọc tái tổ hợp cho phép anh ta có thể không tạo được đột biến quá nhiều so với sách phép ở khoảng thời gian cấp độ 6. Nhưng nó cho phép con Brom của anh ta có được cái khả năng đi đường rất là tốt ở tại khu đường dưới. Và khi đường dưới thắng, đường giữa thắng thì rõ ràng là những con rồng là những mục tiêu gần như lấy đồ trong túi của Wheeler rồi. Anh ta đã lấy được hai con rồng rất sớm nhá. Họ ăn những con rồng khá là sát lẫn nhau và ăn cũng ở thời điểm cực kỳ sớm nữa. Và cấu rỉa rất đau đến từ bộ đường dưới phía của Hagolan, nhưng họ đã bị phản công với sự xuất hiện đến từ vị trí Croco. Máu mất đi nhiều, Dep buông chuột rồi. Anh ta còn tốc biến nhưng không thể nào xử lý nổi cả. Thậm chí Face cũng đã đầu tư dịch chuyển xuống để có được ma hạ gục này. Lại là một tiếng tập trung bốn thành viên đến từ phía Lissabox. Họ có được một ma hạ gục. Nhưng sau ma hạ gục đó thì sẽ là gì đây khi mà mục tiêu lớn khu cánh dưới là con rồng trước đó đã không còn. Sau những sức ép mà trước đó Hangolai họ đã tạo ra ở khu vực nửa dưới thì Lip Sandbox họ quyết định đáp trả ngược trở lại bằng cú dịch chuyển đến từ Fate và sự can thiệp đến từ Croco. Họ thành công trong việc bắt được Dep, người mặc dù có tốc biến nhưng không có quá nhiều công cụ để lui về, chỉ có Vista là có thể chạy về được mà thôi. Họ đang cố gắng lấy đi những cái lớp giáp trụ ở khu vực đường dưới và cái trụ này hình như là bị mất hai lớp giáp trụ rồi thì phải, nếu mà tôi nhớ không nhầm. Nhưng mà lượng tiền ở thời điểm hiện tại tôi nghĩ là Prince anh ta vẫn đang hơi thua thiệt chút so với Dep ở phía bên kia bởi cái sự chênh lệch về chỉ số lính. Đứng trên có sự xuất hiện của Wheeler, nơi mà con sứ giả tiếp theo của ván thi đấu nó chuẩn bị xuất hiện. Đã có những lựa trang bị đầu tiên đến từ bên phía của Hang Life khi tôi thấy rằng Wheeler cũng đã có búa dìu sát thần. Đây là một Olaf khá là xanh ở khoảng thời gian ban đầu. Và tiền thì chênh lệch có thể không nhiều lắm, nhưng mà bên phía của Hang Life tôi nghĩ rằng đang có được một ván thi đấu mà họ có thể snowball ván thi đấu này được. Nhờ những lợi thế đang có trên người của Chovy cũng như Dep và cả Wheeler nữa. Họ cần phải chú ý đôi chút đến con Kennen của Summit. Ván thi đấu đầu tiên là ván thi đấu mà Summit có được cái màn trình diễn Kennen cực kỳ ấn tượng. Anh ta có một con Kennen gây được rất nhiều sự hỗn loạn trong các pha giao tranh nhờ cú chiêu cuối của mình. Và đây là ván thi đấu mà anh ta vẫn đang thể hiện được cái khả năng thi đấu của đường trên rất ổn với một hai gục cộng với chỉ số lính đang là bằng với thời gian. Và chắc chắn là lượng sát thương này vẫn sẽ là một lượng sát thương lớn đến từ Lee Sandbox ở trong các thành phố giao tranh tổng. Vì đội hình bên phía Hang Online cũng không phải đội hình có khả năng hướng đến kháng phép quá sớm. Để xem ở trong cái phút giây tiếp theo thì Hang Online họ có thể cụ thể hóa được những lợi thế mà họ có được trước đó bằng những mục tiêu lớn hay không. Chovy muốn tấn công vào vị trí của Fate nhưng mà Croco có mặt và anh ta ngay lập tức phải lùi nhẹ về. Ở thời điểm phút thứ 15 thì lượng tiền đã không còn chênh lệch quá nhiều, chỉ là 1k tiền mà thôi. Wheeler có mặt không có đường trên, tối hậu thư được gửi và Summit đang đứng ở rất gần trụ một của mình. Morgan bị trả lại một lượng sát thương tương đối và Hankolai đang phải dừng lại một nhịp với lượt tấn công Summit ở khu vực đường trên. Họ sẽ gây áp lực để muốn tấn công một chỗ này nhưng Virgo của Croco cũng đang có mặt ở đây rồi, nếu như đánh nhau sẽ là tình huống 2v2. Chiêu cuối được bật đến từ vị trí của Summit, anh ta giật choáng làm choáng được Morgan. Không còn đu dây móc nữa thì Morgan chạy đi đâu? Croco tới có tuyệt mệnh, tốc biến bỏ chạy đến từ Morgan và anh ta không chạy nữa rồi, tốc biến làm choáng của Croco và đó là bạn dành cho Summit.
Tôi nghĩ rằng Wheeler không cần lên khu đường trên quá nhiều đâu. Trong ván thi đấu này anh ta có thể để cho Morgan thua tầm 50 cho đến 60 chỉ số lính khu đường trên vẫn sẽ là ok. Chúng ta không nên lên những tình huống như thế này. Hậu quả để lại là rất nặng nề nhá. Hậu quả để lại đang rất nặng nề dành cho bên phía Hangwalai với những tình huống di chuyển như vừa rồi. Chovy lên để gỡ mạng. Lượng sát thương của anh ta là đủ với thiếu tốc biến tung một tình huống sợi xích siêu phàm. Những gì mà Chovy gỡ lại được có vẻ như nó không đủ để có thể khỏa lấp đi một sai lầm chí mạng đến từ bộ đôi bên phía Hangwalai ở tình huống trước đó, nhưng cũng là một tiếng gỡ gạc cần thiết. Và khu đứng dưới thì Dep đang tỏa sáng với một tiếng cấu được rất nhiều báo của Breeze. Tiếng dịch chuyển trở lại khu đứng dưới đến từ Morgan. Anh ta dính lập tức một cú án tử, mất đi hơn nửa cây máu. Dep trả sát thương khiến Summit cực kỳ yếu máu rồi. Summit làm choáng thành công Vista, nhưng có lẽ giao tranh sẽ dừng lại tại đây mà không có ai phải lên bảng đếm số cả. Nhưng với sức ép lớn đến từ các thành viên Hangwalai, họ sẽ có thể có được thêm trụ một khu đứng dưới để gỡ lại được tài chính nữa. Chúng ta hãy cùng nhìn lại một tình huống khởi đầu là một pha mà Croco đã đứng dình từ trước đó. Và mặc dù Effort bị cấu rỉa rất rát nhưng anh ta vẫn có thể tốc biến và rút ra được với một chấm máu khiến Dep phải lên bảng. Nhưng đây chỉ là một mạng dành cho bên phía của Lichbox mà nó không có thêm mục tiêu, không có thêm trụ, không có thêm rồng gì cả. Còn khu vực đứng trên đây là một tiếng xử lý rất khó hiểu đến từ bộ đôi bên phía Hangwalai. Trước đó thì Morgan đã mất chiêu cuối nhưng anh ta không giữ chân được Summit lại. Rồi thêm cả Olaf cũng đã mất đi cái tốc hành để tiếp cận. Họ không hạ gục được Summit, họ không lấy được chiêu cuối của anh ta. Và khi anh ta còn chưa cuối, anh ta phản công cùng với Croco. Thì đó lại là hai mà hạ gục dành cho các thành viên phía Lichbox nữa. Rất may là Chovy đã gỡ được một mà hạ gục để phần nào đó giảm đi cái thiệt hại mà tình huống xử lý lỗi đến từ bộ đôi bên phía Hangwala để lại. Nhưng liệu với một điểm hạ gục này của Chovy thôi thì nó có đủ hay không? Khi mà hai thành viên đi rừng cũng như là đường trên của Hangwala đã phải nằm lại một cách khá là đáng tiếc. Trước thêm có dòng thứ 3 của ván thi đấu này, Fate vừa rồi bị ép bị tốc biến trước sự xích siêu phàm của Chovy. Phía bên kia thì Summit đang tấn công vào Vista, nhưng đó là tối kiên cường được dựng lên và lượng sát thương gây ra của Lissabox là không thực sự quá nhiều. Lissabox sẽ muốn giữ lại con rồng này đơn giản mà thôi, nếu như để cho đối phương có được thì nó sẽ là rồng 3. Một cái mạch rồng rất dễ dàng để Hangolai có thể lấy được linh hồn rồng ở trong thời điểm hiện tại. Nếu như Summit có được một pha chiêu cuối đẹp thì anh ta sẽ tạo được cái tiền để cho Lissabox có thể giao tranh. Lồng đèn và Summit anh ta lui về được, nhưng ở trong khu vực rồng vẫn là rồng 3 dành cho Angolai. Đó là tình huống xử lý tốt đến từ Wheeler. Summit đang lui về, Fed là người bị giữ chân, anh ta có phân chia thiên hạ đẩy được hai người ra nhưng vẫn dính sẽ xích siêu phàm đến từ Vũ Châu Vi. Sát thương lại đủ đến từ Morgan khi anh ta lao thẳng vào. Phía bên này thì Summit đang bị làm chậm, anh ta dính mũi tên xuyên phá, sát thương là chưa đủ. Nhưng đó là chiêu cuối ba xâm xét được bật đến từ Summit, anh ta vẫn phải lên bảng điểm số mạng dành cho Châu Vi. Effort lui về được nhưng đồng đội của anh ta thì không. Đó là tình huống tốc biến, vẫn giữ chân và đó là triple kill dành cho Morgan. Angolai thành công trong việc giữ được con rồng thứ ba và họ có liên tiếp được một tình huống quét sạch ở phút thứ 18. Một pha xử lý giao tranh rất xuất sắc đến từ bên phía của Hangwalai, họ đã kiểm soát được Summit rồi. Tôi nghĩ rằng Chovy và Wheeler là hai người đã xử lý rất tốt trong pha vừa rồi, với một tiếng họ phát hiện ra Summit đứng trong một bụi cỏ mà họ không hề có tầm nhìn. Và khi thấy rằng Summit có mặt tại bụi cỏ đó là một tiếng quy vào để check, họ có một lượng tầm nhìn nho nhỏ đến từ mũi rìu của Wheeler. Chovy đã chấp thời cơ và xích thành công vị trí của Summit lại. Summit đã mất quá nhiều máu trước thềm giao tranh diễn ra. Và trong tranh chấp trừng phạt thì người thắng lại là vị trí của Wheeler. Họ có được dòng nguyên tố thứ ba và họ hủy diệt Croco trong vòng đường đốt nhạc. Sau đó thì Chovy mớm cái mạng này dành cho Morgan. Anh ta đã gây được tối đa lượng sát thương một con lầm lang có thể gây ra và giúp cho Morgan có được cái mạng này một cách dễ dàng. Fate đã không kịp di chuyển vào để có thể sử dụng cái nội tại đĩa mặt trời của mình để hỗ trợ thêm cho Prince cũng như Effort trong việc phòng thủ, trong việc rút lui nữa. Và điều đó mở ra một tiếng tấn công, và trước đó cái cơ sở để họ có thể tấn công những cú như vừa rồi chính là cái tốc biến của Fate bị mất đi sau một cái sợi xích siêu phàm nữa đến từ Chovy. Và với những tình huống xử lý xuất sắc đến từ các thành viên Hangwalai, họ đang thực sự có lợi thế lớn. Cú án tử, Chovy không dính cú án tử trong pha này. Cách biệt về tiền lên tới con số hơn 3.000 tiền sau 20 phút và họ có tới 3 rồng. Họ đang đứng trước ngưỡng cửa có được linh hồn rồng ở ngay thời điểm phút thứ 23, 24 gì đó mà thôi. Hangolai đã vận hành một đội hình rất tốt trước thềm giao tranh, họ liên tiếp ép được máu cũng như là phép bổ trợ của đối phương. Khi mà Summit không còn quá nhiều máu nữa thì cái chiêu cuối bác sấm sét của anh ta sẽ chỉ mang cái tác dụng để phòng ngự mà thôi chứ không phải để tấn công. Tiếp tục là tốc độ sấm sét, anh ta giật choáng được Morgan, phía đằng sau là Croco nhưng hình như Croco ở hơi xa thì phải. Chưa đủ tốc độ để người chơi đi rừng của Lissabox có thể can thiệp được trong pha này và Morgan vẫn lui về phòng ngự cái trụ của mình mà thôi. Hiện tại thì Angolai đang dẫn trước khá là nhiều. Họ dẫn trước về tiền, về điểm hạ gục và thậm chí là cả những con rồng của ván thi đấu này nữa. 3k6 tiền chênh lệch ở phút thứ 20 là một con số rất đáng kể. Đường trên sẽ là cái trụ thứ hai mà Angolai lấy được sau 20 phút. Một tiếng đánh đổi khi mà đường dưới thì họ cũng sẽ mất đi cái trụ rơi vào tay của bộ đôi Summit cũng như Croco. Nhưng đó là một tiếng đánh đổi tôi nghĩ rằng cần thiết đến từ phía Angolai để đẩy nhanh cái nhịp độ ván đấu này. Họ đang muốn trao đổi công trình với đối phương và hướng đến giai đoạn mid game sớm nhất có thể và late game nữa. Họ đang muốn
kết thúc nhanh cái ván thi đấu này, và đó là tình huống xích rất đau sát thương đủ đến từ Châu Vi, và đó là một ma gục nữa rơi vào tay của con lợp lang này. Hiện tại KD của Châu Vi lên tới con số 403, shutdown của anh ta bonus lên tới 700 tiền. Một ván thi đấu mà khi Châu Vi bắt đầu xanh thì Hangwha Live sẽ có được một cái điều kiện thắng ưu tiên hàng đầu của họ ở tại mùa giải này. Đây là một ván thi đấu mà nó khác với trận đấu đầu tiên, khi mà Châu Vi không có được điểm hòa gục mà thay vào đó là Fade với Azi ở phía bên kia. Còn ở trong ván thi đấu này, khi mà Châu Vi đã có điểm hòa gục sớm và anh ta liên tục có mặt ở các khu vực đường, đặc biệt là ở khu vực nửa dưới và tạo tiền đề rất tốt cho Hangwha Live, thì cái điều kiện thắng của Hangwha Live nó vẫn đang được đảm bảo một cách rất rõ ràng. Tiếp tục là biến ảnh hai lần đến từ Châu Vi, cấu nhẹ với lượng máu đến từ Frost. Ifrost đang muốn di chuyển xung quanh khu vực hang Baron để có thêm lượng tầm nhìn để kiểm soát khu vực này, nhưng anh ta nên nhớ là cần phải đi cùng những người đồng đội của mình nếu như không muốn bị bắt lẻ bởi thành viên đến từ Hangwha Live. 1 phút 20 giây nữa với con rồng thứ tư của bán thi đấu, nếu như có được Linh Hồn Rồng Đất thì đội hình của Hangwha Live sẽ khá là trâu ở trong những tình huống tiếp theo, và chưa có đồ xuyên giáp đến từ Prince thì cũng hơi khó để anh ta có thể gây được ra được những cái lượng sát thương tương đối. Tôi nghĩ là Lee Sunbok cần phải tìm ra một thứ gì đó, một cái cách gì đó để giữ lại con rồng thứ tư dành cho mình. Một thế trận tương đối khó khăn, lại một tình huống nữa mà Fnatic gặp nguy hiểm, anh ta mất luôn một cái đồng hồ ngưng động để thoát khỏi một tình huống cấu rỉa. Sau một pha di chuyển trong khu vực bãi xin thì anh ta bị phát hiện bởi con mắt cắm ra của Hangwha Live, và Dev đã không tiếc chiêu cuối của mình để thực hiện những pha tấn công như vừa rồi. Lại một công cụ giao tranh nữa bị mất đi đến từ Lee Sunbok, chính là cái đồng hồ trong bối cảnh là không có tốc biến đến từ Fnatic. Anh ta cũng không phải là một vị trí có đủ cái sự cứng cáp để bước lên tiến trước nữa, với lượng sát thương đến từ bên phía Hangwha Live có thể dồn vào đến từ Dev, đến từ cả Châu Vi thì chắc chắn Fnatic sẽ là người gặp rất nhiều những sự nguy hiểm. Và khi anh ta nằm xuống thì lại không còn ai để có thể bảo kê dành cho Prince trong những tình huống bắn cả. Prince cũng đã không còn cái thanh tẩy nữa. Và để xem bên phía của Lee Sunbok đang muốn tấn công và bắt lẻ Morgan, nhưng Morgan còn đó sự cơ động đến từ một con Kermil để có thể rút lui. Mọi phương án đang được đưa ra nhưng nó đều đang không phát huy tác dụng đến từ Lee Sunbok. 6 giây nữa với con rồng tiếp theo, và Summit tiếp tục bị bắt. Châu Vi xích trúng sát thương là rất nhiều vào chung. Và Summit anh ta chỉ còn 1 chấm máu thôi, bỏ rồi. Giờ Croco làm gì nữa, anh ta ấn lồng đèn chỉ có về thôi. Sát thương của Châu Vi là cực kỳ ghê gớm. Một mình của anh ta thôi khiến cho lượng máu của Summit bốc hơi gần như cả cây máu. Và đây sẽ là con rồng thứ tư. Rồng 4 Ifrost bị bắt xích được kích hoạt. Và mạng thứ 5 dành cho Châu Vi nếu như tôi nhớ không nhầm. Thầy 503. Và tiếp tục là Prince là người sẽ phải về trong pha này. Chưa có một phỏng biến này, và Châu Vi quyết định lui về trong pha vừa rồi. Prince sẽ an toàn, nhưng đó là dòng 4 dành cho Hangwha Live ở phút thứ 23. Đúng lúc khi Châu Vi xanh thì anh ta sẽ làm được rất nhiều điều. Và vừa rồi là tiếng bấm B về lỗi đến từ bộ đôi phía Lee Sunbok, đã có người phải nằm lại, đó là Fnatic. Thêm một ma hạ gục nữa, 10 số phòng hắc ám rồi, trước đó là 9 và bây giờ nó là con số 10. Anh ta đang về nhà và tôi không biết anh ta có ý định nâng cấp nó lên thành một cái sách trời mề ra hay không. Anh ta vẫn đang muốn tiết kiệm tiền, tôi nghĩ là anh ta đang muốn tiết kiệm tiền để có thể hướng đến một món trang bị khác. Đó chính là mũ phù thủy ở món trang bị thứ 3, khi anh ta đã có một cái gậy quá khổ trước đó rồi. Và thật là may mắn khi mà Summit là người đứng kế bên Fnatic nhưng anh ta không bị lộ vị trí. Còn người bị lộ vị trí trước đó thì đã phải lên bản điểm số rồi. Là nằm số thứ 4 đến từ hỗ trợ của Lee Sunbok. Một lợi thế về tiền khủng khiếp ở thời điểm phút thứ 25 với 5.000 tiền. Trong đó tập trung chủ yếu ở những chủ lực bên phía của Hangwha Live. Rồi thêm cả 4 con rồng nguyên tố liên tục kích hoạt linh hồn rồng đất nữa. Tôi nghĩ rằng cơ hội để cân bằng cặp trận BO5 này đang diễn ra dành cho bên phía Hangwha Live. Thì có lại bị bắt. Wow. Solo kill. Pha này không chạy nữa rồi. Mặc dù có đầu tư cả tốc biến nhưng mà thực sự là sát thương của Châu Vi ở thời điểm hiện tại là quá nhiều. Anh ta đã chuẩn bị hướng lên cho mình một cái mũ phù thủy Rabadon, và trước đó là vọng âm kết hợp với một cái gậy quá khổ. À tôi xin lỗi, đó là chữ hư vô. Thêm một món đồ xuyên hợp ép nữa, sát thương đến từ Châu Vi là rất nhiều. Infort mặc dù anh ta có một cái Iron Sorry nhưng đó là không đủ. Nửa trên thì Hangwha Live đang muốn tấn công vào khu vực Baron, một mình Morgan có ở nửa dưới. Lee Sunbok họ đang cố gắng gỡ gạc lại bằng việc tấn công vào trụ ba với ba thành viên. Họ sẽ thành công nhưng sẽ không lấy được một đường khi mà Vista cũng đã có mặt ở đây rồi. Baron dành cho Hangwha Live ở phút thứ 25. Mũ phù thủy cũng đã có trên người của Châu Vi trong tình huống về nhà vừa rồi, và đây là một lượng trang bị đủ để anh ta có thể sốc chết bất kỳ ai trong vòng một combo của anh ta. Đây là lý do vì sao Hangwha Live chấp nhận việc đánh đổi những cái lượng công trình với đối phương. Việc có được lượng công trình sớm mở ra những tình huống chiếm tầm nhìn rất thoáng dành cho Châu Vi. Bạn sẽ không thể nào đánh được, cứ trong bóng tối cứ đi đâu ra một con lợp lang một phát chết luôn như thế thì không thể làm được gì cả. Effort vừa mất tốc biến, anh ta mất cả mạng.
không có tầm nhìn, họ mất Luka Baron. Sẽ rất khó đánh cho những tình huống như thế này. Shabazz. Và tôi không biết tại sao Chovy lại có thể có một tình huống phát hiện ra Effort bằng một cú biến ảnh như thế nữa. Tôi không biết Effort đã đi qua lượng tầm nhìn nào của Hanwha Lai. Và không ra cũng không được bởi vì đó là khu vực cần tầm nhìn để có thể tránh việc đối phương Baron. Nhưng khi mà Effort lãnh trọng trách đó thì anh ta đã cũng là người đi trước hết của các thành viên phía Lissabox. Rất khó khăn do bên phía Lissabox trong ván thiếu thứ hai này. Cảm giác và sát thương của Prince gây ra cũng khá là ổn đấy, nhưng cái sự chống chịu của anh ta thì không quá nhiều. Vừa rồi Chovy tiếp tục làm bảo thuật và Prince sẽ phải là người đi thẳng về nhà để hồi máu mà thôi. Áp lực vẫn đang giúp cho Angolai có lợi thế ở cả đường giữa cũng như là đường dưới, với đợt lính Baron được đẩy. Đường dưới sẽ là một gần đẩy và Willow sẽ ra khu vực đường giữa và hỗ trợ cho Chovy cũng như là Depp, có thể gây sức ép vào khu vực trụ ba. Có lẽ những cái trung gian ngoài của Hanwha Lai sẽ có mà thôi. Mắt ở khu vực đằng sau để Summit có thể dịch chuyển và để xem anh ta có thể làm gì với một con Ganon cấp độ 14 ở thời điểm hiện tại này hay không. Mắt ở sau quét chưa hết và đó là trang dẫn lối đến từ Prince. Họ chưa giữ chân được ai cả trong pha này. Sẽ xích tố lỗi trả ngược lại, đép ấn đồng hồ câu giờ. Fiesta là người dính án từ Summit, lao vào với chiêu cuối của mình. Anh ta ấn đồng hồ câu giờ phía đằng sau là chưa gây sát thương được đến từ bên phía của Lisa Box. Yulo đã có mạng Summit lên bảng điểm số và bây giờ thì Morgan tới. Anh ta hạ gục được Ifrost, tiếp tục là gửi tối hậu thư vào Proko và không có thể chạy về được đến từ người chơi đi rừng bên phía của Lisa Box. 3 điểm mạo cùng rơi vào tay của Hanwha Lai và họ sẽ đẩy thẳng vào khu vực đường giữa với vô lợi Baron còn 4 phút nữa. Thì tôi nghĩ họ hoàn toàn có thể kết thúc được ván thi đấu này ở phút thứ 27. Thì cũng kết thúc ván đấu để cân bằng tỷ số 1-1 trong trận BO5 này đang diễn ra. Và sự bất lực đến từ Asia cũng như là những gì mà Free làm được là đứng trong bệ đá cổ. Lại một ma gục nữa và Chovy hoàn toàn không cần đến sự hỗ trợ đến từ đồng đội. Anh ta tự tay hạ gục được Prince, một mình anh ta gây sát thương đủ để có thể hạ gục được xạ thủ đối phương trong bệ đá cổ. Và đó sẽ là chiến thắng dành cho Hanwha Life ở ván thi đấu thứ hai này. Cân bằng thành công tỷ số 1-1 và cho thấy rằng khả năng thay đổi của họ trong một cặp BO5, trong một ván đấu mà họ đã thất bại. Họ trở lại với một đội hình có tính chất tương tự, nhưng họ đã có những sự điều chỉnh. Và sự điều chỉnh đó cực kỳ hợp lý với một đường giữa thắng được.